Vâng, em xin chào các bác. Đấy, có bác nào hỏi mấy cái máy tập chân đấy nhỉ? Thì đây em lại có cái máy tập chân nữa đấy nhá. Đây là một con máy tập chân mà cũng khá là hay. Đấy. Con này thì mình có thể nâng hạ được độ cao của cái bàn bàn đạp này nhá. Đấy. Để tăng gọi là tăng độ khó của cái bài tập lên. Đây ví dụ đây các bác này xoay về bên này này thì nó sẽ là hạ độ cao xuống này. Đấy, lúc này con chân nó sẽ thấp xuống này. Bắt đầu thấp xuống nhé. Đây, qua nhìn này. Đây. Rất là thấp. Và thấy cũng rất là thấp nhé. Đây. Ví dụ bây giờ em muốn tăng cái lực của cái chân lên. Em muốn tăng cái lực lên, tăng độ khó lên. Thì em vặn cái này sang bên phải này. Đấy. Đỏ là tăng và xanh là giảm nhé. Đấy. Đấy. Tăng lên này. Thì lúc này cái độ cao của cái bàn đạp nó tăng lên, có thấy không ạ? Đây, lúc này đây. Có thấy không ạ? Đây chân em nó vị trí chân em nó khác vừa nãy em ạ. Đấy cái đầu gối của em nó phải nâng cao hơn để có thể là đạp được cái bàn đạp này. Các bạn thấy không ạ? Vừa nãy đầu gối em nó ở vị trí thấp hơn. Đây em đi thử lại cho các bác xem nhá. Hạ độ cao xuống này. Thì các bác chú ý cái đầu gối của em nhá. Đây, lúc này đầu gối em nó thấp hơn này. Các bác thấy nó vị trí thấp hơn vừa nãy đầu gối em lên tận đây. Còn bây giờ đầu gối em ở đây thôi. Đấy, các bác thấy nó khác nhau không ạ? Đấy. Thì các bác nào muốn tập nhẹ nhàng thì để thấp, các bác nào thích tập nó nặng hơn, nó căng chân hơn thì có để cao nhé. Đấy, thì đấy là một cái máy tập mà chân cũng rất là hay của nội địa Nhật nó về. Đấy. Đấy. Hãng gì thì đây không thấy. Đấy, có ghi nhưng mà đấy nhìn chung là con này là nó là bằng 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 sắt thép gì đấy. À đây. Của hãng ACE nhé. ACE. Đấy. Bàn đạp này nó rất là nó rộng. Bàn đạp này cái đế này. Cái đế rất là rộng nên là mình đứng rất là thoải mái nhá. Đấy, lần trước có cái máy tập nó bé hơn thì cái bàn đạp nó bé hơn nên đứng nó có vẻ nó hơi bị chơi với cái chân của em. Mấy cái con này thì nó cái chân nó to hơn nên đạp nó thoải mái hơn thật. Có vẻ như là cái vị trí mình đứng nó cũng ảnh hưởng đến cái bài tập đấy. Đứng ở sát đây thì nó khác này. Đứng gần đây hơn thì nó khác này. Chân mình nó phải dùng nhiều lực hơn. Quy tắc đòn bẩy thôi. Càng sát điểm tựa thì đòn bẩy càng ngắn thì lực tác động càng phải nhiều. Mà đòn bẩy càng dài. Đây. Đòn bẩy càng dài thì lực tác động càng càng ít. Đấy. Nên là càng ở các vị trí gần so với cả cái bàn tập thì nó sẽ là càng phải dùng nhiều lực hơn. Đấy. Ok. Thế đây là cái bàn đạp. Bàn đạp nhá. Cái bàn đạp này như thế này là nó đều trên trên dưới 1 triệu một chút đấy, nhưng mà đấy đợt hôm trước thì có một cái máy nào anh Đức anh ấy bán gọi là xả chơi vui 400 500 ấy thì cũng có rất nhiều bác khách quen bác bảo là bây giờ em chi ân người ta em không chi ân anh thì nó cũng thì nó thiên vị quá đấy. Thì nói thật với các bác là nếu như mà nói thế thì nó cũng hơi khó xử cho nhà em đấy, đúng không ạ? Thì đấy là một cái chương trình vui thôi, thì đấy là may mắn thôi, bác nào may mắn thì bác ấy nhanh tay bác ấy được thôi, chứ bây giờ các bác cứ làm khó em, nó bắt bắt cửa hàng em nó bây giờ phải 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 thêm chi ân thêm thì có mà chết. Bán kiểu đấy thì chỉ có mà em bán cửa hàng sớm. Nhưng mà thôi, cứ chi ân thêm con này nhá. Đấy, bán nốt con này với cái giá xả nốt đi. Coi như là đây hàng nó sắp về thêm thì là mình bán là xả nhanh để mình dọn kho đi. Để đấy, còn có đây còn một cái máy tập xoạc này. máy tập cơ cơ đùi nhá. Đấy, còn này cái này tập bắp chân. Đấy, như là tập bắp chân đúng không? Cái máy nó đạp này, em khi em đạp em thấy là hai cái bắp chân em rất là căng. Cái bắp chân ở chỗ này này. Rất là căng. Còn cái máy xoạc này nhá. Cái máy xoạc này thì lại là cái khối cơ này. Cái cơ ở phần đùi này, nó lại em thấy rất là căng. Đấy. Đấy. Thì cái này là máy để tập cho phần 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 bắp chân. Theo em đoán là vậy. Đấy thì đây cái máy này nhá là máy tập chân thì đấy con này có cả nâng hạ, nhưng thôi các bác cứ thêm cho em tí đi. Con hôm trước là 400 thì con hôm nay thì các bác
thêm cho em 100 đi, là 500 đi. Bác nào mua cái con máy này thì thôi để các bác là 460.000 đi. Đấy thì bác nào mua con này thì alo cho em nhé. Những con này thì này em bán là gần bán xả vui rồi, lỗ rồi. Em không bao ship các con này đâu, và bác nào mua thì là vui lòng chuyển khoản cho em, không ship code nhé. Đấy, vui lòng chuyển khoản hết, nếu ít thì được chuyển khoản hết luôn cho em càng tốt, còn nếu không thì cọc trước số khoảng 100-200, nên số còn lại người nhận hàng thì toàn nốt các bác nhé. 460.000 nhé, bác nào mua alo cho em nhé. Và xin chào các bác.